Đây là những âm thanh quen thuộc của ông David Silverman. Tôi đã sưu tầm máy pinball khoảng 30 năm nay. Hầu như suốt cuộc đời của tôi gắn liền với máy pinball, cách này hay cách khác. Khi thì tôi phải chạy đi mua nó, khi thì tôi phải chơi với nó ở một nơi nào khác, mỗi khi tôi thấy nó. Máy pinball là một trò chơi trong đó các người chơi phải bắn đi một quả bi bằng kim khí bên trong một khu vực được bao lại bằng kính. Người chơi càng giữ bi trong tay lâu chừng nào thì số điểm càng cao chừng ấy. Nhưng coi chừng chỉ cần sơ ý một chút, hòn bi trật mất và vai trò chấm dứt. Hiện thời, ông Silverman là chủ nhân của Viện Bảo tàng Máy chơi Pinball ở Washington. Máy này có xuất xứ từ Tây Ban Nha, nơi mà ông có dịp chơi cách nay 30 năm. Lúc bây giờ máy này đã hấp hồn của tôi và tôi bắt đầu mê nó từ đó cho đến nay. Không hiểu đó là chuyện hên hay là xui. Nhưng từ lúc đó, tôi bỗng dưng bước vào con đường sưu tầm các loại máy này từ lúc nào mà tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục mua hết máy này đến máy khác. Tôi giống như người đi trong giấc mơ, đi suốt gần 30 năm trong một giấc mơ, một cái gì mà nhiều người cho là mơ hồ, và cuối cùng sự mơ hồ đó đã dẫn đến gần 900 máy như đã thấy hôm nay. Và cách đây 15 năm, ông có một kế hoạch nghiêm túc. Tôi bắt đầu để dành các máy này lại với định thành lập ra một viện bảo tàng. Tôi nghĩ rằng lịch sử các máy pinball này nó cũng tương tự như lịch sử phát triển của nước Mỹ. Nếu chúng ta muốn xem đến lịch sử nước Mỹ vào một giai đoạn nào đó, thập niên 1960 chẳng hạn, chúng ta cứ nhìn một máy pinball sản xuất vào những năm 1960. Chúng ta có thể thấy rõ ràng những gì đã xảy ra vào thập niên 1960. Do đó, ngoài cái ý nghĩa về lịch sử, nó còn mang ý nghĩa về nghệ thuật, ý nghĩa văn hóa, và dĩ nhiên, nó vẫn là một trò chơi đã được cải tiến. Nhưng máy pinball không chỉ là một tóm lược sơ sài về lịch sử. Tôi chơi máy pinball để giải trí, tôi chơi nó để mỗi ngày mỗi khá hơn. Tôi chơi máy này một cách nghiêm túc. Và tôi xem đó là một thú vui. Đối với tôi, một trong những cái thú vị nhất của trò chơi này là âm thanh của nó. Cái âm thanh này cho ta biết ta đang ở đâu trong câu chuyện. Nếu bạn làm máy phát ra được một tiếng thật lớn, thì có nghĩa bạn là một tay chơi máy giỏi hơn tôi. Bởi vì chính tôi cũng muốn có được cái âm thanh thật to đó. Nhưng liệu các máy pinball có bị các trò chơi điện tử đánh bật hay không? Máy pinball thực sự, giống như các máy trong viện bảo tàng này, nó khác với các máy pinball ở trên máy tính. Khác ở chỗ chúng ta nhìn thấy thực sự các quả bi kim khí chạy ngay trước mắt mình, len lỏi qua các rào cản hoặc các bẫy sập. Các hình ảnh ba chiều này nó khác với hình ảnh mà ta thấy trên máy tính. Chính vì có sự lý thú đó mà máy pinball thực sự ngoài đời thu hút các bạn trẻ nhiều hơn là các máy pinball trên máy tính. Một trong những điểm nữa mà người ta thích đến viện bảo tàng này là tại đây, khách không phải chỉ thấy có những trò chơi mà họ còn thấy ở đó một cái gì thuộc về lịch sử. Ngoài chuyện đã bỏ ra gần 2 triệu đô la trong vòng 30 năm qua, ông Silverman nói ông làm chuyện này vì kỷ niệm lịch sử và vì mê trò chơi này. Dĩ nhiên đây là một đam mê. Và tôi hy vọng truyền tải cái đam mê này cho nhiều người khác. Nếu ông Silverman có thể làm người khác mê máy pinball như ông, thì ta có thể cho ông một danh hiệu khác phù thủy về máy pinball. Chu Yên, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.